Bây giờ ta sang bước thứ ba là xác định ly, nào ly. Ta lại copy từ đây vào bằng chính rộng thân chia 2, rộng thân bằng bao nhiêu nhỉ? 14,8 tương đương bằng 24,8 tương đương bằng 10 2,4. Lúc vậy ta giảm cái quần bao nhiêu nhỉ? Bằng 3,3 đấy, à 3,2, ok. Xong. Vậy là chúng ta đã xong. Adjust to này. Về lệnh thì không có gì mới, không có lệnh nào mới cả. Chỉ là phương pháp mới thôi. Xong chưa? Vậy ta cắt đi, vậy ta có gì rồi? Đấy. Vậy chúng ta nhìn xem nó hầu như giống như quần Âu đúng không? Chỉ khác da giảm một chút đúng không? Tiếp tục bước 4 là xác định rộng bụng thân trước. Nào, rộng bụng thân trước đâu? À, đây giờ một thông số rất quan trọng đó là các bạn nhớ này, vòng cạp đo tại sống cạp là 73, như vậy tôi cộng thêm 2 phân là 75. Nào, thế giờ đây để minh họa cho các bạn này, này. Đây để minh họa cho các bạn này. Đây là cái cạp. Đây tôi minh họa cho các bạn này. Để các bạn hiểu luôn này. Nó cho thông số là thông số ở sống cạp nhé, có nghĩa là gì ở phía trên này này. Đây tôi ví dụ trong trường hợp này là vòng cạp của tôi đây là bao nhiêu đây? 76, nhìn chưa? 38 nhân 2 bằng 76, đang dương một phân nhưng ở dưới thành 8 mấy đây, 82. Thấy chưa? Thế như vậy là nếu bây giờ muốn được vòng bụng khoảng 75 theo chúng ta là bằng 37,5, ta phải giảm đến 5 ly nữa thì thằng dưới này cũng phải giảm đi nữa. Vậy là chúng ta sẽ được giá trị 40,5. Vậy là chân cặp này nó phải thành 81 đúng chưa? Vậy là khi các bạn có đây nhá, đây là tôi đã làm rồi thì các bạn có thể nhìn thấy, nhưng sau này các bạn nhớ này, ghi cho tôi là đối với quần nam mà cặp cong quần nam nhé thì độ chênh lệch giữa vòng cặp đo tại sống và vòng cặp đo tại chân thì chênh nhau từ 5 đến 6 phân. Còn quần nữ thì thông số vòng cặp đo tại sống và thông số đo tại chân chênh nhau từ 6 đến 8 phân. Đấy, tùy theo cái độ gì? Độ nhỏ to nhỏ của cái vòng bụng này. Các bạn nhớ này, vòng bụng ở đây 75 thành phẩm là sau khi may xong đấy. Đây không phải là bụng trên mà đây là bụng dưới rồi. Mặc quần jean nó sẽ hơi trễ trễ xuống, còn nếu mà size S, đây là tương đương size S thì nếu như quần nữ size chuẩn thì nó chỉ có 68 thôi. Size S nó chỉ 67 68 thôi. Nên là gì? Rất là nhỏ, nhưng đây nó là mặc quần jean nó sẽ là hơi trễ, vậy nó là đo ở bụng dưới, các bạn nhớ mặc hơi trễ xuống thì đây bụng nó mới 73. Các bạn nhớ nhé. Thì vì vậy là ta suy ra đấy. 73 cộng 2 phân bằng 75 rồi, tôi còn cộng thêm 6 đến 7 phân nữa. Tôi cộng 7 phân đi. 7 phân 75 cộng với 7 phân bằng 82. Vậy là bây giờ tôi sẽ gì? Thiết kế sao cho cái đường bụng dưới này là bộ chân cạp đấy, đường tra chân cạp phía dưới này chứ không phải sống đâu nhá. Vậy là bằng 82 phân đi, tôi cho 82 cm. Nào, bây giờ 82, vòng bụng 82. 82 gồm cả cộng gì? Cộng cả 2 phân cập rồi đấy. Thế vậy 82 chia 4. Nào, các bạn gì theo công thức gì thôi. Rộng bụng thân trước nào. Bụng nào? 82 chia 4 rồi trừ bán thân 1. Chưa? Trừ bán thân 1. Vậy là xong 19,5. Nào, 19,5. Thế vậy tôi đo đây xem bao nhiêu. Tôi đo đoạn này bao nhiêu? 20,6, 20,6 mà kia tôi có bao nhiêu thôi? 19,5 thôi. Thế vậy dư bao nhiêu? Dư 2/1. Đúng không? Dư 2/1 19,5 mà 20,6. Hai mốt phẩy sáu dư 2/1, vậy tôi lấy bao nhiêu, lấy vào đây nào, phân mốt, ok, và lấy đây một phân, thế vậy là 2/1 chưa, xong. Xong chưa, tiếp vậy là ta xong rộng bụng thân thân trước đây có đủ xem 18,5 không, là 19,5 không, ok đúng rồi, xong. Bây giờ ta gì? Tiếp tục là ta thiết kế đến gì? Cắt đi đã. Đấy.
ta lại gì, các bạn còn nhớ này không? Trade giữ ship chia đôi đấy, ngày xưa là chia đôi đoạn này ra đấy, theo cơ bản thôi, cái này thì đúng cơ bản, ta cứ làm theo cơ bản thôi. Chia hai rồi lại từ đây chia ba đúng không? Xong rồi Bezier nối thẳng ở đây đã, xong giờ gì giữ ship để vẽ cong. Ok đó, vậy ta có gì đúng thần trước, ship lên chỉnh cho nó trơn lên tí chứ đừng gò quá về về cái thông số là 1/3 đấy, nó sẽ bị gãy. Đó, cho trơn đi tí xong. Vậy là ta đã xong đúng trước đúng không? Bây giờ mới đến gì thiết kế đúng trước này, nào đúng trước, đúng trước trong tài liệu họ cho bao nhiêu, 21,5 cả cạp, nhưng bây giờ ta phải trừ đi gì mấy phân, các bạn biết không? Không phải trừ 4 phân đâu nhé, mà trừ bao nhiêu đây, 6 phân. Tại vì sao? Ngay từ đầu tôi nói rồi, cạp của chúng ta là cạp gì, không đều đúng không? Không đều, cạnh này là 4, cạnh này 4,5, 4,5, nhưng ở đây là 6 cơ. Thế vậy đúng trước cả cạp, thế vậy ta phải trừ đi 6, 21,5 mà trừ đi 6, vậy còn bao nhiêu thôi, 15,5 thôi. Đấy, đến đâu trừ 15,5, đến đâu thì đến. Ok, vậy cạp này rất gì, cong sâu xuống. Ta vào section. Xong, đó. Bây giờ mình vẽ gì? Bezier nối lên đây. Đấy. Reshape display handle, reshape. Đánh cong xuống. Không yêu cầu phải vuông nhá, không cần vuông đâu. Tại vì nó cặp nó cong này sao vuông được, vuông thì nó bị trũng lắm. Đấy. Xong. Vậy ta đã xong. Đúng trước, bụng trước. Bây giờ đến gì? Gối. Gối thì ta sẽ vào lệnh intersection là tạo điểm giao nhau. Đấy. Bây giờ vòng gối bao nhiêu? Nào, vòng gối tôi lại làm giống như còn Âu Lam là ta không cộng cử động cho thân trước. À, không cộng độ dư nhé, không phải cử động đâu, mà không cộng độ dư. Vòng gối 36,5. 36,5 nào. 36,5 chia 4 trừ 1. 8,125. Nhớ chưa? Ok. 8,125. 8,125. Ok. Tiếp tục vòng gấu. Gấu bao nhiêu? Gấu 39 ta cũng không cộng độ dư cho thân trước. 39. 39 chia 4 trừ 1 bằng 8,75. Nào. Đây là dạng ống noe đấy. Trừ 8,75. Ok. An 7. Insert point. Ok. Ta dùng Bezier để nối gì? Nối đây, cái đường này phải thẳng nhá. Cái gối này thẳng nhá, không không đánh cong nhá. Reshape. Display handle bỏ đi. Đấy, ta kiểm tra. Xong. Và giống như còn 5 thôi là tôi gì? Tôi mở được xứng gì? F1 sim exit tạo trục đối xứng qua đây. Tôi mở đối xứng qua đây. Xong. Và tôi cắt ở đâu? Ở đường đùi này. Đấy. Chưa? Và tôi cắt luôn ở đây. Và tôi vẽ gì? Bezier. Rồi, ok. An 4 thêm điểm vào. Tôi chỉnh dáng sao cho nó trơn.
Xong. Vậy ta đã xong gì? Thân trước. Ta đã xong hoàn chỉnh thân trước. Ok. Tiếp tục bây giờ đến thân gì? Thân sau. Cái này thẳng nhé, không được lồi, không được nõm. Nào, xong.